chín hả? Mấy trái ngon nó ơi, mấy trái vàng thịt nè. Ôi sờ quá đẹp. Xanh xốp nè. Ai vậy? Dạ. Dạ ai đó. Đây nè, đi làm rồi thì đó. Thôi này đóng rồi đó chị. Ôi lấy trong này chi, lấy ngoài nè. Để dành đây cho chị bác. Bao nhiêu ký chị? Quá đẹp. Xoài này mới hái hả chị? Dạ. Đây là một cái trái xoài 11.000 một ký. Ăn không thua về cát và lọc nha các chị. Quá tuyệt vời. Cái bào khỏi dữ, nó nóng, tôi lấy ra tôi sẽ cho ăn cho đừng có nói nấu tôi. Bỏ đây ha. Được chưa? Ký đi. Rồi được anh ơi, mình lấy ít hồi mình lên mà ăn thôi. Có cái chai chai đi. Anh lấy cầm. Thả nó đi. Anh lựa chừng 2 kg xoài ngọt anh. Về đến hồi mình ăn, mình xét. Rồi, rồi, rồi. Mà chút. Sao có, hồi bên này xét. Cái nào mua rồi xin, ở. Ở anh tới chưa, đang về tới nè. Ở đâu? Đâu có, đang ở chỗ nhà anh Linh, lấy mấy cây xài, chạy về liền. Anh đó chạy.